Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể của chị nha. Chào mừng toàn thể của chị quay trở lại với kênh YouTube Thiên Định TV. Đây, hiện tại Thiên Định đang có mặt tại trung tâm của đảo Ngọc Trai Đảo Lớn, dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Thì video này thì Thiên Định cũng rảnh rỗi ra ngoài Ngọc Trai đi thể dục thể thao rồi đi lượn vòng một xíu, quay phim cho anh chị xem. Thì cô anh chị chúng ta có thể thấy được là cái không gian cảnh quan bên trong đảo Ngọc Trai bây giờ tiện ích đã đầy đủ hết rồi. Tất cả những cái tiện ích như bể bơi bốn mùa đã sẵn sàng phục vụ toàn thể cô anh chị rồi, đúng không ạ? Rồi những cái máy tập thể dục thể thao, khu vui chơi dành cho trẻ em đã đi vào hoạt động rồi. Đây, bể cá koi thì cũng xong hết rồi. Chị chờ cô chú anh chị chúng ta về là chủ bên chủ phía chủ đầu tư sẽ thả cá. Đây. Bên này là các cái sân tập phức hợp thể thao như là tennis, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ. Đây, đây là những cái máy tập này. Máy tập cơ của anh chị nhá. Đấy. Máy tập cơ, những cái bài tập nào là tập vai rồi tập tay đấy. Đấy, ở đây là xà kép có rất nhiều, rồi cơ bụng đấy. Bể bơi bốn mùa của anh chị nhìn bên trong. Cô chị nhìn thấy bể bơi bốn mùa bên trong rất là đẹp luôn nha cô chị nha. Thiên Định cũng chia sẻ là rất nhiều cô chị chúng ta cũng có cái quan niệm là mua nhà tháng ngâu, có nên mua nhà trong tháng ngâu hay không. Tháng ngâu là tháng cô hồn đúng không ạ? Rất nhiều cô chị chúng ta hay kiêng kỵ là chúng ta sợ là mua nhà tháng ngâu là nó bị xui hay là thế này thế kia. Nhưng Thiên Định chia sẻ với quý anh chị chúng ta rằng là Thiên Định cũng nói chuyện rồi cũng trao đổi cũng như là nói chuyện với rất nhiều quý anh chị chúng ta, kể cả những người đầu tư cũng như những cái người mua để ở. Thì những cái việc mà cái quan niệm mua nhà tháng ngâu ấy hầu như là bây giờ nó không như ngày trước nữa rồi cô chị ạ. Đấy, bây giờ nó như không như ngày trước, cái quan niệm kiểu như là kiêng kỵ này kia, nhưng mà thực ra cũng tùy từng người đúng không ạ, tùy từng người. Nhưng mà đa số những người mà cái quan niệm thì là những người nhiều tuổi, còn hầu như những thanh niên mà như Thiên Định hoặc là những người mà trẻ ấy, thì là mua nhà hay là đầu tư rất là thoáng, cũng như là mình cứ cảm giác như là mình mua được một cái sản phẩm, một cái lô đất, một cái sản phẩm mà có cái mức giá tốt là đã là cái sự may mắn rồi đúng không ạ. Và mình canh được cái thời điểm nào mình mua được cái giá tốt, mình canh được cái thời điểm nào mà mình có nhiều sự lựa chọn cũng như là mình dễ đàm phán, dễ nói chuyện đúng không ạ. Thì trong cái thời điểm hiện tại đấy, Thiên Định thấy nó có rất nhiều các cái yếu tố mà giúp của chúng ta có thể là mua cho mình được những cái sản phẩm giá tốt. Đấy, tại vì sao? Thứ nhất là trong thời điểm này ai đang có tiền mặt thì chắc chắn là người đây là sẽ là người thắng cuộc. Tại vì sao ạ? Sẽ là cơ hội để quý chúng ta có thể mua được những cái sản phẩm mà giá tốt nhất trong thời điểm hiện tại, cũng như là cũng vì ảnh hưởng bởi dịch Covid đúng không ạ? Chính vì ảnh hưởng bởi dịch Covid mà những cái sản phẩm bất động sản của chúng ta trong thời gian này có rất nhiều sản phẩm của chúng ta có cái mức giá vô cùng hợp lý để chúng ta có thể là có cơ hội chúng ta sở hữu. Đấy, thì từ đấy thì quý chúng ta có cái cơ hội chúng ta sở hữu được, thì chắc chắn trong thời gian tới khi mà dịch Covid được ổn định đúng không ạ, được tại vì sao là những cái động thái như quý chúng ta biết được là thứ nhất là vaccine Nanocovax hiện tại là bên phía Việt Nam của chúng ta cũng đã sản xuất và đi đến cái chặng đường cuối cùng rồi, và bây giờ là đến tháng 8 này sẽ là triển khai. Và
cái số lượng mà chúng ta có thể sản xuất được là rơi tầm khoảng 3 triệu liều một tháng hay sao nhỉ. Thiên Định vừa mới đọc buổi buổi trưa nhưng mà Thiên Định không nhớ rõ, nhưng mà coi như là giống như là bây giờ chúng ta về cái việc mà có thể khống chế được dịch bệnh nó rất là tốt đấy. Ngoài vaccine của Việt Nam của chúng ta ra là còn có vaccine của Cuba nữa này, Cuba cũng vừa mới sản xuất được vaccine này đúng không ạ, rồi vaccine của Mỹ này, của Anh này đấy, rồi của Trung Quốc này, rất nhiều các vaccine mà trong thời gian tới thì chắc chắn được rằng là Thiên Định tin chắc rằng là sẽ có thể làm miễn dịch cộng đồng được đúng không ạ? Khi mà chúng ta đã tiêm vaccine được lên đến tầm khoảng 5 đến 60% đấy, 70% là lúc đấy là hầu như là chúng ta có thể là làm miễn dịch cộng đồng, và lúc đấy thì chắc chắn rằng cái việc mà của những chúng ta có thể đi lại rồi giao thương kinh doanh công việc sẽ trở lại đúng không ạ? Và chắc chắn là thời gian đấy là cái thời gian mà nó là cú bứt tốc cho bất động sản nói riêng và tất cả những cái ngành nghề dịch vụ khác của anh chị. Và Thiên Định tin chắc rằng cái của anh chị chúng ta Thiên Định chia sẻ như này nhá, những cái ngành dịch vụ nào mà khi hết dịch nó sẽ tăng giá cũng như nó sẽ sầm uất trở lại và nó sẽ bứt tốc ạ. Đây Thiên Định sẽ chia sẻ với chúng ta để xem cái ý kiến của Thiên Định xem có như thấy có hợp lý không nhá. Nếu như nói về những cái ngành nghề thì thứ nhất là Thiên Định thấy được là cái ngành ví dụ như là bất động sản là một trong những ngành nó rất là tiềm năng rồi đúng không ạ? Rồi ngoài bất động sản ra thì còn những cái gì nữa, ngoài bất động sản ra thì còn có những cái ngành, những cái mảng ví dụ như cho thuê nhà đấy, cho thuê nhà rồi cho thuê phòng trọ rồi cho thuê biệt thự, cho thuê nói chung là cái dịch vụ cho thuê nó sẽ cực kỳ phát triển đấy, dịch vụ cho thuê sẽ rất phát triển, rồi bất động sản sẽ rất phát triển, rồi những cái gì liên quan tới những cái sản phẩm như là ăn uống đấy, ăn uống các cái nhà hàng ẩm thực cũng như là cà phê nó sẽ cực kỳ phát triển luôn đấy, rồi gì nữa, rồi liên quan tới cái việc gọi là các cái hãng như là về du lịch đấy, du lịch này cũng sẽ là sẽ phát triển, rồi làm đẹp nữa, spa đấy. Thì chính Thiên Định chia sẻ rằng là những cái ngành đấy là những cái ngành mà chúng ta đang 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 bị gò bó rất là nhiều đúng không ạ, và đang hầu như là mọi người đang rất là mong chờ. Tại vì sao, là bây giờ ví dụ như là làm đẹp đi hay là ăn uống đi đấy, hay là cà phê đi, tại vì bây giờ ví dụ như mọi người đang ở nhà, mọi người đang rất là buồn chán đúng không ạ, chỉ mong muốn mình sẽ được ra ngoài làm đẹp, làm tóc này, làm da này đấy, làm sao để cho nó đẹp này, để chúng ta có thể là đi chơi này đúng không ạ, đấy rồi đi uống cà phê cùng bạn bè giao lưu, dần dần là hầu như là nó sẽ là những cái ngành mà nó sẽ cực kỳ phát triển mạnh sau khi dịch được ổn định trở lại đấy. Và cái ngành bất động sản và đặc biệt là những cái sản phẩm bất động sản mà uy tín đúng không, thương hiệu đúng không, nó mang tính an toàn đấy, nó sẽ là kênh đầu tư tốt nhất, chính vì vậy mà nó sẽ tăng giá. Ví dụ như Vinhome Ocean Park là một trong những cái sản phẩm mà Thiên Định đánh giá được là nó tiềm năng thực sự của anh chị ạ. Những cái sản phẩm như Vinhome Ocean Park là những cái sản phẩm tiềm năng thực sự. Còn những cái yếu tố nào thì Thiên Định cũng đã nêu ra ở video trước rồi, Thiên Định cũng chia sẻ với anh chị là ta là năm cái yếu tố mà Thiên Định đã đánh giá là năm yếu tố đấy nó quyết định được là cái dự án Vinhome Ocean Park của chúng ta hiện tại và trong tương lai nó sẽ còn tăng rất là mạnh nữa đấy đúng không cô chị. Còn ví dụ như bây giờ cô chúng ta bây giờ trong cái thời điểm này đó là trên là cơ hội đấy, cơ hội của anh chị ạ, nó là cơ hội thật sự để chúng ta có thể mua được những cái sản phẩm giá tốt đấy. Chứ còn để mà Thiên Định chia sẻ với chúng ta một điều rằng để mà chỉ cần động thái là tình hình dịch bệnh được khống chế, bên phía nhà nước đưa ra gọi là hết giãn cách xã hội thôi nha của chị nha, thì lúc đấy của anh chị chúng ta phải nói chia sẻ luôn là lúc đấy của anh chị chúng ta có đầu tư chắc chắn cũng sẽ chậm đi đúng không ạ. Đấy, tại vì trong người ta bảo là trong cái lúc mà đang 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 khó khăn dịch bệnh như này đúng không ạ, rồi trong cái lúc thăng ngâu như này thì mới là lúc chúng ta nên đầu tư,
chúng ta đang đằng nào chúng ta cũng đang cầm tiền, chúng ta đang bỏ tiền ngân hàng của anh chị ạ, đúng không ạ? Và cái lãi suất ngân hàng nó đâu phải là cao đâu, nó cực kỳ thấp luôn. Cô chị chúng ta cái tiền lãi suất ngân hàng nó không thấm gì cho cái tiền của chúng ta để mà nó lạm phát cả. Đấy, nó lạm phát coi như nó bằng nhau. Đấy, mà chắc chắn là trong thời điểm này cô chị chúng ta có thể thấy được lương thực thực phẩm giá tăng ngụt ngụt luôn. Đấy. Thì nhìn là đã biết là bây giờ đồng tiền nó sẽ dần dần bị mất giá rồi. Đúng không ạ? Rồi cái kiểu như là cô chú anh chị chúng ta biết được rằng là trong thời gian tới, ví dụ như là mà chính phủ ổn định về kinh tế, in tiền, đấy, đồng tiền lại mất giá này kia, chỉ một kênh đầu tư an toàn nhất, đây là Thiên Định đang nói là an toàn nhất nhá, chứ Thiên Định chưa phải nói là lợi nhuận cao nhất, mà Thiên Định đang nói là an toàn nhất, đó chính là bất động sản. Nó sẽ là một trong những cái đầu tư an toàn nhất trong thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai. Và cô chú anh chị chúng ta có biết không ạ? Bây giờ những cái sản phẩm tại Vinhome Ocean Park, dù có dịch bây giờ đi chăng nữa, hay dù có dịch nhiều hơn nữa đi chăng nữa, thì bất động sản tại Vinhome Ocean Park giá nó cũng sẽ không bao giờ giảm. Đấy, mà cô chú chúng ta bây giờ chúng ta vẫn là có thể có những cái căn chúng ta mua được với mức giá hợp lý cô chú chị ạ. Còn trong thời gian tới nó sẽ còn tăng tiếp tục và tăng rất là nhiều luôn cô chú chị nhá. Đấy. Đấy, để là hôm nay là Thiên Định cũng muốn chia sẻ trò chuyện cùng cô chú chị. Nhưng mà bây giờ hiện tại là thời tiết đang mưa rồi thì Thiên Định xin phép ngừng video tại đây. Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể quý chị đã theo dõi video của Thiên Định. Xin chúc toàn thể quý chị chúng ta luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn tràn ngập niềm vui. Và hãy nhớ nút đăng ký và theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha quý chị nha. Ok, Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại.